Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ngũ Sơn cho biết, sau khi phát sinh ổ dịch tại chợ non nước, nhận định nguy cơ phức tạp nên quận đã cho tạm dừng hoạt động chợ non nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12, tại chợ non nước đã ghi nhận ca mắc COVID-19 là tiểu thương buôn bán tại chợ, có yếu tố dịch tễ liên quan chợ đầu mối Hòa Cường. Ngay sau đó, quận đã tiến hành xét nghiệm diện rộng cho tất cả tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại chợ, cũng như các hộ dân khu vực xung quanh Đến nay thì chuỗi lây nhiễm phát sinh từ đây đã ghi nhận tổng cộng 40 ca mắc COVID-19. Hiện nay, quận Ngũ Hành Sơn tập trung kiểm soát chặt chẽ khu vực đã phong tỏa tại chợ Non Nước và tiến hành các biện pháp khoanh vùng truy vết để sớm kiểm soát chuỗi lây nhiễm này. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông một công an, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người, so với 3 ngày đầu năm 2021, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Theo thống kê, đường bộ vẫn là nơi xảy ra nhiều vụ và nhiều người chết nhất, với 63 vụ và 37 người chết. Số còn lại là đường sắt. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành